Kính thưa toàn thể đồng bào, quý mến, đồng bào nhân loại, đồng bào dân Việt chúng ta. Ngày hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2013. Tôi cần nhắc nhở cho toàn thể đồng bào nhân loại chúng ta được biết, đời sống chúng ta hàng ngày, chúng ta đi làm, chúng ta lo bổn phận của chúng ta đối với gia đình và đối với quốc gia và đối với việc làm chúng ta, vân vân và vân vân, sinh hoạt hàng ngày, điều đó rất tốt và cần thiết. Song song với những vấn đề đó, giờ đây chúng ta có một công việc vô cùng quan trọng, quan trọng hơn tất cả những công việc khác, đó là chúng ta cần đối diện với những sự chỉ dạy của Thượng Đế qua sự dạy dỗ của Thiên Chúa Giêsu. Và đương nhiên chúng ta cần học hỏi và đối diện với những phép lạ mà tôi đã chụp được trên mây bởi quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng tỏ hiện ra để đưa đường dẫn lối cho nhân loại qua khỏi cơn tận thế đang bắt đầu xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới. Kính thưa đồng bào, quý mến, chúng ta có bổn phận nhắc nhở cho nhau về những phép lạ vĩ đại mà tôi đã và đang trình bày để chúng ta cùng nhau sốt sắng, sám hối và sống theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu. Ngõ hầu chúng ta mới có thể được cứu rỗi qua khỏi cơn tận diệt đang bắt đầu xảy ra từ nay cho đến những ngày tháng năm sắp tới. Đặc biệt tất cả các cơ quan truyền thông, truyền hình và báo chí Việt ngữ, quý vị có bổn phận cần sốt sắng học hỏi về những phép lạ mà tôi đã và đang trình bày, và quý vị có bổn phận đối với linh hồn của quý vị và gia đình quý vị, cũng như đối với đồng bào dân Việt chúng ta, với chức năng, nhiệm vụ và bổn phận, trách nhiệm, nghề nghiệp, truyền thông, truyền thanh, truyền hình, báo chí. Quý vị hãy thực thi gấp, thông báo những phép lạ vĩ đại này đến cho đồng bào dân Việt chúng ta ở khắp năm châu được biết, và nhất là ở tại đất nước Việt chúng ta, đồng bào chúng ta được biết từ Bắc chí Nam. Cần được biết, đó là nói riêng đối với dân tộc Việt chúng ta và nước Việt chúng ta, và nói chung là tất cả nhân loại trên thế giới cần được biết những phép lạ này. Ngõ hầu nhân loại sốt sắng sám hối và thực thi theo những điều chỉ dạy của Thiên Chúa Giêsu, ngõ hầu nhiều người được cứu rỗi. Quý vị, chớ chậm trễ, tại vì quý vị đã quá chậm trễ rồi. Và đương nhiên quý vị có quyền tự do, quý vị có thể nói đây là một chuyện bình thường, không có chuyện gì quan trọng. Đó là quyền tự do của quý vị. Tuy nhiên nếu quý vị cho rằng đây là sự việc kêu gọi không quan trọng và quý vị làm lơ
đối với sự kêu gọi vô cùng khẩn thiết và quan trọng này, thì quý vị sẽ mất hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng kể từ ngày hôm nay, 26 tháng 2 năm 2013. Quý vị có thể lên Internet, YouTube rồi vào Hội đồng Cứu Nguy Nhân Loại để xem xét những phép lạ mà tôi thông báo trên những video trên trang web của chúng ta. YouTube Hội đồng Cứu Nguy Nhân Loại, rồi học hỏi, rồi thông báo lại cho đồng bào dân tộc Việt chúng ta được biết một cách rộng rãi, và đương nhiên thông báo cho cả thế giới được biết, thì quý vị và gia đình quý vị sẽ lãnh nhận được tràn đầy hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bắt đầu từ ngày hôm nay và đời đời kiếp kiếp sau này. Tuy nhiên, nếu quý vị chậm trễ, coi thường và cũng như quăng sự việc này qua một bên, không đếm xỉa gì tới, tức là quý vị đã vô tình hoặc cố ý đánh mất những phần thưởng vô cùng vĩ đại và vô giá của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẵn sàng ban cho quý vị và gia đình quý vị được hưởng tràn đầy hồng ân đời đời kiếp kiếp. Sự việc đó kể từ ngày hôm nay quý vị tự lo liệu giữa quý vị và Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Quý vị nhận lãnh hồng ân của Ngài, những hồng ân tuyệt vời nhất đời đời kiếp kiếp, hoặc là quý vị sẽ mất tất cả. Nhớ những gì Thánh Gióng vừa nhắc nhở cho tất cả quý vị làm nghề truyền hình, truyền thông, truyền thanh, báo chí, Việt ngữ, và đương nhiên cho tất cả giới truyền thông trên thế giới và cho tất cả giới lãnh đạo trên thế giới được rõ. Nhớ những gì mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên Phật Thánh Việt chúng ta, ông bà tổ tiên Thánh Thần Phật Việt chúng ta, đương nhiên trên hết Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho và bảo tôi nhắc nhở cho tất cả quý vị. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của tất cả chúng ta do Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho